Ok, bây giờ có mấy người thì mình sẽ chia sẻ bao nhiêu người ha. Um, trước khi mà Mã đi vào đọc cái bài tổng biểu tình vào ngày 5 tháng, tháng 3 năm 2017, thì Mã muốn um, trả lời với chia sẻ với các anh chị em một chuyện nó có vẻ hơi là cá nhân và ngoài lề chút xíu, nhưng mà Mã nghĩ nó rất là thiết thực. Tại vì uh, gần đây mà thấy ở trên mạng có các anh chị em của mình share nhau với lại chia sẻ nhau rất là nhiều về... Um, những cái hình ảnh của cá nhân của một cái người nào đó um, lỡ chat sex hay là gửi hình khỏa thân cho có chuyện tình cảm cá nhân riêng tư mình không có cần biết sâu chi tiết vào lý do là như thế nào nhưng mà theo như mà nghĩ các anh chị em của mình á việt nam của mình á mà không hiểu tại sao chỉ có đàn ông thôi đàn ông thì hay đưa những cái hình ảnh của phụ nữ như vậy lên sau khi một cái cuộc tình chia tay hoặc là một cái mối tình cảm không có trọn vẹn không có được như ý thì lại đưa những cái điều đó lên để mà trà đạp nhân phẩm của người phụ nữ việt nam của mình thì mà thấy cái điều đó chúng ta không có nên làm như vậy à, mà không có nói cá nhân của người nào mà mà nói tổng quát tại vì mà nghĩ chúng ta lớn hết rồi không thể nào nói rằng là ô cái cô đó gạt tôi hay là cái anh đó gạt tôi tất cả là từ ở bản thân của mình có thể là một người khi mà mọi người chat sex ở trên internet ở trên facebook là hình như hai người không có biết nhau là mình đang ở đâu đúng không thì làm sao mà nói là gạt được cái tình cảm mà nói chuyện với nhau qua bên cái facebook thì làm sao mà nói là gạt được tại vì mình mình ngu thì mình tin mà người nào cũng lớn hết đâu có thể nào nói anh nó dưới 18 tuổi hay chị đó dưới 18 tuổi thì nó là bị gạt tất cả là do ở suy nghĩ của mình thí dụ người đàn ông đó đang có vợ hay người phụ nữ đó đang có chồng mà làm những cái chuyện đó thì lương tâm cá nhân của hai người đó có vấn đề hai người tự phải trả chất vấn cái lương tâm của mình chứ không thể nào mà đem lên trên facebook nói rằng tôi bị gạt anh nói là anh anh không có thể hiện anh không anh làm như vậy anh không có chứng minh được là anh bị người con gái đó gạt mà anh chỉ chứng minh cái sự ngu sủng của anh mà thôi anh đang có vợ anh đang có con anh đang có gia đình mà anh đi coi những cái video đó hay là anh đi coi những cái bức hình đó anh nhận những cái tin nhắn đó của người ta anh ngồi anh coi cho đã bây giờ anh đưa lên anh nói anh bị gạt là làm sao anh đâu phải là 18 tuổi đúng không thành ra mình phải thể hiện một cái gì đó là một người đàn ông lịch lịch sự ok có thể cái mối tình cảm đó mình thương cái người đó rồi bây giờ người đó không thương mình nữa người ta vẫn có quyền chia tay vợ chồng với nhau sống với nhau ba con bảy con vẫn có quyền chia tay thì không thể nào nói là tôi bị gạt Tại vì khi yêu thương nhau có thể chúng ta nói những lời mật ngọt với nhau, chúng ta nói với cái tấm lòng với cái chân tình. Nhưng mà khi sau đó mình phát hiện ra một cái điều gì đó mình không có hợp với nhau nữa thì mình vẫn có quyền chia tay và mã mong muốn các anh chị em làm ơn đừng có đưa những cái hình đó lên. Tại vì nó không có ảnh hưởng mã thật sự không có ảnh hưởng mã chút xíu nào hết. Nhưng mà tag vào tag mã vào những cái hình giống vậy á, mã thấy là thứ nhất là đi dơ cái trang Facebook của mã. Thứ hai nữa là nó không có nhất thiết tại vì bây giờ đất nước của mình ở ngoài đó còn những cái bức hình khác hay hơn còn những cái bức hình người dân biểu tình đổ máu chúng ta cần phải xe rộng hơn hơn là những cái tấm hình cá nhân giống như vậy còn những người phụ nữ mà nói thiệt những người vợ nếu như phát hiện ra người chồng của mình ngoại tình giống như vậy thì người đầu tiên mà mình chỉ trích đó là chính là người chồng của mình chứ không phải là ai khác tại vì mình là vợ mà mình không đủ khả năng giữ được chồng ở bên cạnh đó là lỗi của mình đầu tiên và mình trách cái người chồng của mình đã không có trung thủy đã không có trung tình đã không có nghĩ tới cái hạnh phúc gia đình mà đi làm những cái chuyện như vậy hơn là đi trách một người con gái kia tại vì có trách cái cô này có vạch mặt cô này thì cũng sẽ lòi mặt cô khác tại vì đàn ông vốn dĩ là thích những cái của mới của lạ thôi chứ không có gì hết cho nên chúng ta hãy sống hãy rộng lượng tha thứ cho nhau chúng ta phải tha thứ cho nhau chúng ta biết làm cái điều đó là sai thí dụ như nói ô cái cô kia gạt tiền của tôi chat sex để mà gạt tiền xin thưa nếu như gạt tiền thiện nguyện gạt tiền từ thiện thì chúng ta phải có vị chúng ta có những cái gì đó để mà làm bằng chứng để chứng minh rằng cái cô đó là gạt tiền từ thiện chứ không thể nào đưa những cái hình khỏa thân lên để nói rằng cô đó là gạt tiền từ thiện thì nó không có hợp lý mình nói là phải có sách mới có chứng mà không có binh vực bất cứ một cá nhân nào mà cũng không có nói cái này của bất cứ một cá nhân nào mà chỉ mong rằng các anh chị em người việt của chúng ta cần phải bảo vệ nhau hơn là trà đạp nhau đừng có cái tính mà thích thú nhẫn tâm khi mà mình chà đạp được, được nhân phẩm của người khác cái điều đó là mình không có nên đó trước khi um, đọc bài thì mã muốn chia sẻ như vậy thôi thì bây giờ mã đọc trước hết là mà đọc bài tập hợp quốc dân việt Hướng dẫn 16 điểm cần thiết để biểu tình ôn hòa toàn diện suốt năm 2017 của mục của linh mục Nguyễn Văn Lý. Ok, Điều thứ nhất là nền tảng nội tâm, ý chí, nghị lực, đức hạnh và thành công. Quốc dân Việt là anh chị em ruột, là bạn của gia đình nhân loại, không coi bất cứ ai là kẻ thù. Chỉ cương quyết nhưng ôn hòa kiên trì chống lại và ngăn chặn mọi điều ác xấu dưới mọi hình thức. Người chiến sĩ dân chủ hòa bình mới của quốc dân Việt luôn lên án mọi điều ác xấu lớn nhỏ bất cứ từ đâu, nhưng luôn thương xót mọi người ác xấu vì tất cả anh chị em ruột của mình cần được cứu thoát và hoàn thiện. Điều thứ hai, cụ thể quốc dân Việt phải ngăn chống các âm mưu, các hành động gian ác xâm lăng, xâm lược của hán tàu cộng đang cướp đất cướp biển của quốc dân Việt, đang muốn hóa hán hóa xích cùng, đô hộ nô dịch quốc dân Việt. Với sự đồng lõa tiếp tay của bà quyền độc tài Việt ác cộng, dù đang rượu rã, chắc chắn sụp đổ, vẫn ngoan cố làm nô lệ rất ô nhục của tàu ác cộng. Vì thế, người của quốc dân Việt trong kiên định chiến đấu khôn ngoan vẫn luôn trung thực, yêu hòa, ôn hòa lịch sự, lễ độ trong biểu ngữ, lời nói, thái độ, ứng xử. Đặc biệt, chính lúc đang bị canh gác, theo dõi đàn áp, đánh đập, quấy rối, vu cáo, bôi bác, bắt giam kết án tù đầy. người chiến sĩ chủ hòa bình mới cần thấm nhuần và ý thức rằng phải luôn soi chiếu giúp mọi người thấy công lý lẽ phải sự thật nhân văn đức hạnh rồi lấy tình thương lôi kéo ôm trọn mọi người về với gia đình nhân loại trong tình đoàn kết bền chặt năm lý do ôm hòa bắt bạo động toàn diện luôn hiệu quả cao hơn là bạo động Tinh thần ôn hòa bất bạo động, đặc biệt trong phát ngôn, luôn được công luận và quốc tế ủng hộ ngày càng tăng. Mọi nhà cầm quyền đều không có quyền đàn áp mọi phong trào ôn hòa bất bạo động. Nhưng nhà cầm quyền luôn có cớ đàn áp phong trào bạo động, viện lý do bảo vệ an ninh trật tự. Người sử dụng bạo động, nhất là nhà cầm quyền đàn áp, người dân ôn hòa bất bạo động, luôn tự đốt cháy uy tín của mình, càng đàn áp càng sớm tự sụp đổ ôn hòa bất bạo động toàn diện, đặc biệt trong phát ngôn, dễ giúp mọi người gặp công lý, lẽ phải, tình thương và chân lý. Bất bạo động ôn hòa toàn diện trong tâm nguyện càng tăng hiệu quả đến mức hoàn, hoàn hảo tuyệt vời. Chỉ cần kiên trì vững tâm cầu nguyện, luôn luôn chắc chắn sẽ thành công. Chúng ta phải hiểu rõ, mọi giá trị nhân văn cao cả gồm đạo đức, dân chủ, tự do, công bằng nhân quyền, dân quyền, văn hóa, văn minh, phát triển. Điều phải được chở trên xe trung thực, yêu thương mới bảo đảm đến đích. Mọi xe khác chắc chắn đều bị lọt đổ dọc đường. Xe trung thực, ôn hòa, yêu thương chắc chắn luôn đến đến đích thành công. Thực hành biểu tình triệt để ôn hòa toàn diện chắc chắn phải thành công. Biểu tình mọi Chủ nhật và ngày nghỉ suốt năm 2017 bắt đầu từ Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2017. Mỗi nơi từ chọn địa điểm và giờ phù hợp lúc đầu không nên đi xa giảm chi phí về sau quốc dân việt tự phát tập trung đông dần lên tại các trung tâm quan trọng và đông dân hơn tay cầm cờ ngũ sắc tinh kỳ linh kỳ của tổ quốc nếu dùng cờ vuông năm màu từ trung tâm ra ngoài theo thứ tự vàng là trung tâm xanh đỏ trắng tím dìm tua đỏ có thể làm bằng giấy vẽ sơn kẹt lắm mới phải dùng cờ may sẵn trong vài lễ hội màu đỏ ở giữa thiếu vàng trắng còn đội nón bảo hiểm buộc nẹp tre ở lưng hông và hai chân để tránh bị con an đánh khi bị con an đánh cần phải cầm tay nhau cùng ôn hòa ngồi xuống sát bên nhau để bảo vệ nhau tránh để bị đánh vào mặt tuyệt đối không la hét mắng chửi lại không đánh trả không ném đá nên mặc áo trắng tay hoặc ở cổ có dây vải cùng màu để nhận ra nhau và ngăn chặn kẻ xấu trà trộn vào gây bẫy bạo lực, tạo cớ để đàn áp, giải tán dân hoặc ngăn cản biểu tình lần sau. Dân Việt đồng loạt đồng lòng, áo trắng độc lập, kháng trung thoát tàu, quốc dân Việt quyết tâm đầu, áo trắng nhân chủ xây cầu tự do. Tha thiết mời gọi tất cả nhân sĩ trí thức, mọi người có lương tri đang làm việc trong bộ máy công quyền Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, ba lực lượng cán bộ, công an, quân đội và các cấp các ngành hãy đồng lòng nhiệt thành hăng say cùng làm việc 4 việc A, B, C, D và thực hiện cụ thể sau đây. 4A là tận tâm giúp đồng bào thao thức, giúp đồng bào giúp đồng nghiệp thao thức tha thiết tận lực cứu quốc dân thoát tàu cộng. 4B là cùng tham gia biểu tình ôn hòa với quốc dân trong và ngoài nước mỗi Chủ nhật vào ngày nghỉ. 4C là bảo vệ toàn dân khỏi mọi đàn áp và nô lệ ác cộng hán hoa, ngăn chặn côn đồ trà trộn vào dân, để gian xảo tạo bẫy bạo lực, ranh ma tạo bẫy khẩu hiệu biểu ngữ vô đạo đức phá dân tộc hại đồng bào. 4D là giúp dân có các cờ quốc tổ, ngũ sắc linh kỳ và các biểu ngữ phù hợp mỗi lần đi biểu tình. Năm là tập hợp quốc dân Việt luôn chứng tỏ một là một tập hợp hòa bình toàn diện, luôn dùng các khẩu hiệu hoặc biểu ngữ ôn hòa, ngắn và rõ ý. Ví dụ như, đất Việt của người Việt, chống tàu cộng, chống tàu, chống giặc tàu, đuổi Formosa. Đây là những cái biểu ngữ chúng ta có thể làm nha. Người Việt dùng hàng Việt hay là chống nô lệ tàu hoặc là hoàng sa trường sa là đất tổ Việt toàn dân thoát trung, tổ quốc trường tồn, dân Việt cần biển sạch cá sạch. Mỗi người tự chụp hình, thông tin với bất cứ ai, vui lòng, tiếp tay cho quốc dân Việt, đưa tin và hình ảnh lên mạng truyền thông toàn cầu. Nếu bị ngăn chặn xuống đường, vẫn biểu tình đồng hành tại chỗ với cờ ngũ sắc linh kỳ, áo trắng và biểu ngữ tại nhà, tại đình, chùa, nhà thờ, thánh thất trên đường, bến xe tàu, phi trường, khu phố, nơi làm việc, chợ, trường học, vân vân và vân vân ghi tên các cán bộ đàn áp dân để công bố với quốc tế việc vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng này không có luật hợp đạo lý nào của nước văn minh nào cấm dân biểu tình ôn hòa cả hơn nữa luật một số nước còn chế tài nặng nào là các cán bộ nào là vi phạm nhân quyền của dân nước mình và dân nước khác nếu được mỗi người cùng hiệp thông hy sinh nhịn ăn ít nhất một bữa tự chọn hàng tuần để tăng áp lực sau mỗi lần quốc dân bị đàn áp nặng bị bắt nhiều hoặc vào các lúc tập hợp lên cao điểm với cân nhắc thật thận trọng nếu cần một số thành viên sẽ tuyệt thực toàn phần chiếu nước lã 10 15 20 30 ngày và tối đa là 39 ngày với sự hiệp thông hy sinh cầu nguyện của toàn quốc dân việt vận động quốc tế và lên tiếng chung bằng cách thông tin quốc tế toàn cầu mọi người cần luôn hiểu và nhớ mọi cản trở biểu tình ôn hòa đều vi phạm nhân quyền của liên hiệp quốc linh mục Nguyễn Văn Lý hiệp thông hướng dẫn. Thưa các anh chị em, đây là lời kêu gọi của chân lý cũng giống như tất cả các anh chị em ở trong nước rất là nhiều chúng ta đã uh, chia sẻ cái thông điệp này uh, trong các tuần qua mà thấy là chúng ta nên hãy đồng lòng đây là cái thời điểm mà chúng ta cần phải xuống đường, chúng ta cần phải thể hiện rằng mình không đồng ý với tất cả những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang đem cái hại tới cho người dân của chúng ta chúng ta cần biển sạch chúng ta cần nước sạch cần cá sạch ngư dân đã chết đói hết rồi nói về chết đói để mà kể cho nghe ở bên mỹ đó nếu như nói mà đi chúng ta làm để đi làm để kiếm tiền ăn á, thì chỉ cần làm một tuần có thể sống được một tháng vừa rồi mà đi ăn một cái đám cưới hay là một cái tiệc gì đó mà mỗi lần như vậy á, thì đồ ăn mặc dù đồ ăn rất là ngon nhưng mà mà cứ nghĩ tới người dân của mình ở bên việt nam nếu như cái mình nói xin lỗi cái đồ ăn thừa của trong cái bữa tiệc ở bên Mỹ vẫn có thể đủ để nuôi một cái làng người Việt mình ở bên Việt Nam mà nói các anh chị em nghĩ rằng là mã ra truyền có nghĩa là giống như mã nói hơi quá nhưng mà thật sự không quá giống như vậy các anh chị em cứ nghĩ đi một bữa tiệc như vậy một bàn á, là chỉ để có 10 người thôi mà đồ ăn là từ 7 cho tới 10 món nào là tôm hùm cơm chiên vịt quay Um, cá chiên um, đồ seafood mà đồ nhậu rồi uh, súp rất là nhiều thứ đồ ăn mà mười người không cách gì mà ăn hết một bữa ăn của mình chỉ cần hai món ăn thôi là mình có thể nuôi được mười người ăn rồi. Huống gì là một cái bàn đó mà một dĩa ăn á, bự giống như vậy hay một tô canh súp to giống như vậy không bao giờ ăn hết mà mỗi lần ăn xong như vậy là phải đem đồ ăn về nhà thêm nữa ăn thêm một tuần sau cũng chưa có hết. Trong khi đó nhiều người đi tại vì đi ăn tiệc thì mặc đồ đẹp, mặc áo dài rồi mặc áo mặc áo đồng, cho nên không có ai muốn đem đồ ăn đó về. Thì lúc đó thì cái những người mà đã tiệc đó lại phải hốt hết đồ ăn đó đem đổ đi. Bia cũng nói là vô số kể. Nước ngọt để trên bàn cũng không ai uống, bia cũng không ai uống, rượu rượu tốt, cả trăm đồng một chai để trên bàn cũng không có ai uống. Tại vì phải lái xe sợ bị cảnh sát bắt. Rồi tất cả nhiều khi phải mở rượu ra, mở bia ra nhấp cũng một chút xíu, sau đó là đổ hết. Mỗi lần đổ như vậy, mà là nghĩ tới người Việt của mình ở bên Việt Nam. Người ta đi làm chỉ cần có miếng ăn một ngày thôi cũng khó khăn. Còn ở bên này thì đồ ăn coi như là đổ lên đổ xuống. Các anh chị em nào mà đang sống ở Mỹ, đang sống ở nước ngoài, nghe những điều mà nói đều phải gật đầu công nhận điều đó đúng có đúng không? Tại vì nó sự thật là như vậy, mình chỉ cần làm một tuần thôi vẫn có thể đủ ăn và những cái tuần sau là gì, mình trả tiền nhà, mình trả tiền xe, mình trả bảo hiểm, mình mua đồ dùng ở trong nhà. Ở bên Mỹ, cái cuộc sống ở bên này nó khác Việt Nam rất là nhiều, khác ở nhiều chỗ như thế nào. Thí dụ như buổi sáng ngủ dậy, chúng ta không có được chạy ra ngoài tiệm cà phê để ngồi uống một ly cà phê giống như bên Việt Nam trò chuyện 5-30 phút rồi lúc đó mới đi làm. Nhưng mà ngược lại chúng ta có thể xuống bếp Tự pha cho mình những ly cà phê rất là thơm ngon Mà bổ bảo đảm chất lượng Không có sợ bị chất độc Ở bên này không có buổi trưa Để mà được nghỉ một tiếng hai tiếng Chạy ra một quán karaoke Tụ tập lại các anh em ngồi hát vài bài nhiêu ngao cho nó vui Không có được cái điều đó Nhưng ở nhà nào cũng có máy karaoke để có thể tự hát cho mình nghe bất cứ lúc nào không cần buổi trưa hay buổi sáng hay là buổi tối ở bên Mỹ không có cái thời gian mà để cho các anh chị em của chúng tôi đi ra ngoài tụ tập đi kiếm một một cái tiệm nào đó để ngồi nhậu, để kể chuyện trên trời dưới đất không có. Nhưng mà người chồng có thể về nói với vợ, "Em ơi, hôm nay anh muốn nhậu, hôm nay anh muốn cuối tuần này anh muốn ăn một cái gì đó, muốn mời bạn tới nhà chơi." Thì sẵn sàng cuối tuần đó, người vợ sẽ nấu những cái món ăn nhậu tuyệt vời nhất cho người chồng. Và sau đó rủ thêm những người bạn nữa qua nhà chơi Và những người bạn đó tới nhà Lại đem theo những dĩa đồ ăn khác Tự tay họ làm tới để hùng vào với nhau Để cùng nhau ăn Thì lại dư đồ ăn nữa Và sau cái bữa tiệc nhậu đó Lại phải năng để các anh chị em Đem đồ ăn về nhà bớt Tại vì để lại không có ai ăn Cái miếng ăn ở bên này không bao giờ thiếu Không bao giờ thiếu Chứ bao giờ nghe một người nào ở bên Mỹ Mà đói cái miếng ăn Cái chỗ mà gọi là tư bản dễ chết mà nó chết là vì nó ăn nhiều quá nó chết chứ không phải là vì nó đói còn cái đất nước việt nam đất nước thanh bình nhưng mà đi đâu cũng thấy người nghèo người đói có nhiều người nhắn tin cho mã nói rằng chị ở đó mà chị nói nhiều chị hay quá chị về chị làm từ thiện cho nước việt nam để chị dư tiền chị dư thời gian chị về chị làm từ thiện đi thứ không mã không cần phải nhất thiết đem tiền về việt nam để mà làm từ thiện hành động mã đang ngồi đây đang nói chuyện đang chia sẻ đang thông não các em đó cũng là hành động từ thiện đó chứ đừng có nghĩ rằng từ thiện là một cái gì đó phải đem tiền ra mới là làm từ thiện không cần đang ngồi đọc bài khai trí cho em đó là cũng một hành động từ thiện từ thiện đem tiền về ok giúp những nơi mà mình cần phải giúp giúp những cái người mà cần giúp chứ không phải là đem đưa cho nhà cầm quyền cái đó là gọi là từ thiện là cái điều đó sai hoàn toàn sai đó là tiếp tay cho sự tàn bạo và ác độc đừng có nghĩ rằng chị ngồi ở bên đó là chị mạnh miệng chị nói vậy thì em ở trong nước em mạnh miệng em nói hơn đi em nói không được tại sao em lại cấm chị nói nói rằng ở bên mỹ chị ngồi ở bên mỹ nên chị mạnh miệng chị chị xe bài chị viết bài vậy thì em ở trong nước em viết bài đi em nói đất nước này không phải là của chị thì đất nước này của ai của em đúng không thì em hãy viết đi Em hãy nói đi trừ khi nào em chính em đứng ra em nói chứng em viết và chị thấy được em đã nói em đã viết thì chị sẽ ngưng ngay lập tức. Nếu như em nghĩ rằng những điều chị nói không có giúp ích được cho đất nước thì em đưa ra những cái ý kiến gì mà giúp ích được cho đất nước thì chị sẽ im ngay, chị sẽ làm theo lời của em. Thưa các anh chị em, Mã nói ở đây không phải là những người đang nghe Mã mà tất cả những người nào mà có những cái ý kiến phản biện lại những cái gì mà đang làm thì đó là những gì mà Mã muốn chia sẻ. Ok Đọc tin ti ti tiếp nha Có một cái tin này hay lắm nè Chú Dung Cứ ở đó mà bắt con mới đi trang điểm Con nhìn sao cũng được chú chê con xấu một cái nữa Con khóa chú không cho chú nghe livestream của con nữa đó <laughs> Con xấu kìa con Con mang quay clip Xếp đánh bài sẽ bị đuổi khỏi ngành à. Đây là cái tin mà mắc cười nè à... Cảm ơn Lương Vũ. Công an quay clip xếp đánh bạc sẽ bị đuổi khỏi ngành. Công an tỉnh Hải Dương cho hay vì nhiều lý do trong đó có việc nợ nần cán bộ công an phường quay clip xếp đánh bạc trong phòng riêng sẽ bị đuổi khỏi ngành. Vậy đó, nhưng mà ngày hôm qua thì có một cái um, cái tờ báo um, mà cũng có chia sẻ lên trên Facebook là có bốn người đánh bài ở um, Cà Mau chỉ là chia nhau ăn thịt gà thôi nhưng vì công an bắt phạt một người một triệu đồng không biết các anh chị em có đọc cái bài đó trên tường của nhà mã hay không mắc cười ghê không đánh bài ăn thịt gà nhưng mà bị phạt một người một triệu đồng con gà nghe nói là cái bốn người này muốn tụ tập lại muốn ăn gà cho nên đã hùng tiền lại mua con gà 150.000 năm ngàn và chơi đánh bài để mà ăn thịt gà và cuối cùng mỗi người bị công an phạt là một triệu đô à, xin lỗi một triệu đồng trong khi đó công an vẫn đánh bạc Uh, ngay trong phòng làm việc của mình Thì sao ta Thì lúc đó cái này ai sẽ là người phạt Ai sẽ giữ tiền ha <laughs> Hồi nhỏ đó các anh chị có nhớ Mà cho đánh bài ăn dây thun hay không Họ nói rằng là đánh bài Ăn bất cứ cái gì Chia nhau ăn bất cứ gì cũng đều bị phạt Thì không biết Cái, cái con nít đánh bài để ăn dây thun Hay là con nít đánh bài để búng lỗ tai Thì có bị phạt hay không Có ai biết câu đó trả lời dùm cho mã nha <laughs> cô mã không có quan tâm tới lời khen chê nhưng mà tại chú dung nói cho nên cô mã mới trả lời thôi ok mã đọc bài này cho các anh chị em nghe à, đây là một cái bài của người anh em ở trong nước gửi cho mã nhờ cho mã nói rằng là họ họ xin lỗi là vì họ hèn quá họ chỉ có thể viết bài đưa cho mã đọc nhưng mà không có dám đưa lên trên bài đưa lên trên tường nhưng mà thì nghĩ là khác khi mà anh đã cố gắng anh đã có dám viết bài thì không còn nói là anh anh hèn nữa mà anh đã anh đã dám viết thì không còn gọi là hèn có đúng không Wow không ngờ cái ý định mà viết bài đưa cho cô mã đọc càng ngày nó càng rất là hay mọi người gửi bài quá trời nhiều cho mã luôn không biết là sẽ đọc người nào và bỏ người nào thôi bây giờ mà đọc um, mà đọc bài này nha ai muốn trì hoãn hiệp định thương mại tự do Việt Nam vào ngày 23 tháng 2 năm 2017 trong chuyến làm việc với phía Việt Nam về EVFTA, Tiểu bang Nhân quyền Nghị viện Liên minh châu Âu đã có cuộc họp gặp và làm việc với các đại diện của 11 tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam. Theo các đại diện này và phát biểu của các thành viên tiểu bang thì rất có thể ưu phê chuẩn cho cái um, cho cái mà tự do về Việt Nam ha, yêu Việt Nam á. Theo các đại diện này và phát biểu của các thành viên tiểu bang thì rất có thể ưu phê chuẩn cho tự do Việt Nam lúc này nguyên do là chính phủ Việt Nam vẫn còn vướng phải các vấn đề nhân quyền và tự do, tự do báo chí, tự do lập hội tín ngưỡng dễ thấy ý định của của tổ chức xã hội dân sự khi trình các báo cáo đến tiểu bang là để cho ưu là cho trì hoãn phê chuẩn nhằm gây ý nhằm gây sức ép để Việt Nam phải thay đổi và cải thiện các vấn đề đã nêu. Mục đích rõ ràng là tổ chức xã hội dân sự là lợi ích từ EVFTA phải đến được với người dân chứ không phải chỉ chính phủ, quan chức và doanh nhân. Chính phủ Việt Nam cùng với giới doanh nhân và các nhà sản xuất Việt Nam sau khi TPP gần như đổ vỡ vì Mỹ rút lui, đã dồn hết hy vọng vào U Việt Nam với việc gia tăng mạnh giao thương với U khi tự do Việt Nam hiệu lực. Chính phủ Việt Nam kỳ vọng không những đạt được mục đích ổn định cuộc sống người dân, phát triển kinh tế đất nước mà còn trang trải được nợ công đã ở mức vượt trần. Câu hỏi là vậy, thì tại sao chính phủ Việt Nam rất muốn tự do cho Việt Nam, thương mại tự do cho Việt Nam, vẫn theo tục, vẫn theo tiếp tục duy trì, thậm chí làm trầm trọng thêm các vấn đề đã nêu? Câu trả lời là chính phủ Việt Nam phải tuân theo chỉ đạo của người láng giềng độc ác và thâm hiểm Trung Quốc. Với hội nghị thành đô 1990, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tự đặt mình lệ thuộc vào Trung Quốc và từng bước thực hiện những thỏa thuận bán nước, phản dân để duy trì sự tồn tại của mình. Khi dân Việt càng ngày càng nhận ra sự dối trá của đảng, thì sự cai trị của đảng cũng bị đe dọa. Và để giữ được sự cai trị, để thanh trừng phe nhóm trong đảng có tư tưởng thoát trung, không còn cách nào khác, đảng buộc phải tiếp tục cầu viện toàn diện hơn đến bạn vàng Trung cộng. Chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng đã phải thực thi những chỉ thị của Trung cộng, từ việc ban hành các luật đi ngược lại với tiến bộ loài người cho đến những hành động khủng bố, tước đoạt nhân quyền. Và việc thực thi này sinh ra những vấn đề đã nêu khiến cho ưu trì hoãn phê chuẩn về hiệp định thương mại tự do Mặc dù chính phủ đã cố gắng để hoàn tán, để hoàn tất đàm phán về thương mại, hiệp định thương mại tự do vào cuối năm 2015, trong đó có các thỏa thuận bắt buộc phải có đề đến châu Âu phê chuẩn là nhân quyền, tự do lập hội, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, nhưng Việt Nam không đáp ứng vì phải tuân theo chỉ đạo của Trung Cộng. Trung Cộng không muốn hiệp định thương mại tự do cho Việt Nam, chắc chắn là thế, vì với điều đó hàng Trung Cộng sẽ bị cạnh tranh khốc liệt bởi hàng Việt Nam khi vào châu Âu. Nhưng đây chưa phải là lý do chính, bởi vì xét cho cùng thì thiệt hại của Trung Cộng không là nhiều. Vấn đề chính là với Hiệp định Thương mại Tự do cho Việt Nam, kinh tế Việt Nam sẽ phát triển và điều này sẽ giúp Việt Nam mau thoát trung, điều mà Trung Cộng không bao giờ muốn của hàng ngàn năm qua. Làm đối tượng suy yếu và buộc phải lệ thuộc vào chiến lược của Trung Cộng, người bạn vàng của đảng không lạ chỉ ước rằng đảng là vì vinh thân mà phản bội tổ quốc và nhân dân sẵn sàng nghe theo ngoại bang để thực hiện tột cùng tội ác đối với đồng bào và đồng chí của mình đó là một cái bài cũng của một người anh em ở bên việt nam đã gửi qua nhờ cho mã đọc với tất cả mọi người còn rất rất là nhiều bài nữa à, có nhiều cái tin hay lắm các anh chị em có muốn mã đọc nữa không? Có ai trả lời không? Dân Việt Nam bây giờ ác lắm bắt bắt được trộm chó là đánh nhân chết ờ à, đúng rồi lúc nào cũng vậy, việt nam có vậy việt nam của mình nữa cứ bắt được người đánh chó thì đánh chết mà thấy người đánh dân chết thì không sao hết trơn á ở bên việt nam á hơi bị ngược à, bắt chó đó thì đánh dân nhà vô đánh chết cái người bắt chó Nhưng mà người bắt người thì không thấy ai đánh hết á Tại sao vậy Tại sao con tính mạng của con người của mình Lại coi nhẹ hơn cả con chó vậy Mà không hiểu Tại sao chúng ta thấy những người khác bị đánh Thì mình sợ Mình sợ mình bị đánh Nhưng mà những người khác đánh Thì mình không có vào cản Thì lần sau mình bị đánh Ai dám cản cho mình đây Ừ muốn mã đọc nữa hả ok um, hơn nửa tiếng của cái livestream này rồi bây giờ mình ngưng cái livestream này rồi mình mình mở lại cái livestream khác Mở đọc bài nữa cho mọi người nghe nha nhiều có nhiều tin lắm mà muốn đọc nhưng mà giống như mà nói mà muốn chia ngắn ra để cho không có bị dài quá một cái livestream ha mọi người chờ mã 3 phút thôi mình trở lại liền nha ok cảm ơn các anh chị em rất là nhiều